Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views. Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị dự án rất là tiềm năng ở trên nền tảng của Avax có tên là Trader Joe's. Đây là dự án làm về sàn giao dịch phi tập trung AMM và sàn giao dịch này nó khá là hay. Ở đây trên màn hình các anh chị có thể nhìn thấy đó chính là nó có chức năng trade. Có nghĩa là anh chị có thể giao dịch, mua bán các cái token mà các anh chị có thể nhìn thấy luôn cả cái biểu đồ giá ở kế bên. Thì điều đó các anh chị có thể nhìn thấy sàn giao dịch phi tập trung khác họ không có. Thì ở đây Trader Joe nó có một cái ưu điểm là cho các anh chị thấy biểu đồ, các anh chị có thể xem 4 giờ một ngày, rồi một tuần, rồi 5 phút, 15 phút, các anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy cái biểu đồ và anh chị giao dịch các cái cặp tiền ở trong đây họ có niêm yết, thì chúng ta vào đây chúng ta giao dịch. Thì trong cái video trước khi nói về Pangolin hay là Penguy, tôi cũng đã chia sẻ với anh chị là cái hệ sinh thái của Avalanche hay còn gọi là Avax thì nó rất là tiềm năng. Và trong thời gian qua thì nó với Solana là hai cái đồng token 1910 so kè với nhau để tăng giá trên thị trường. Các anh chị có thể vào cái trang web mà tôi đã từng giới thiệu cho anh chị, đó chính là blockchaincenter.net. Thì các anh chị thấy rằng nếu như chúng ta search lên cái đồng token này tăng trưởng trong 30 ngày thì các anh chị thấy Avalanche hay là Avax nó tăng trưởng là 239% trong vòng 30 ngày qua, và đứng trên nó là 271% là Solana. Thì đây là hai cái hệ sinh thái nền tảng so kè nhau, và cái tăng cao hơn nữa đó chính là Phantom. Cả ba cái đồng token này đều là ba cái nền tảng có cái nền tảng rất là vững chắc và ngày càng thu hút được cái số lượng giao dịch của cộng đồng. Thì Avalanche này có một cái sàn giao dịch phi tập trung mà tôi đã từng đề cập với anh chị, nó có tên là Pangolin. Thì cái sàn giao dịch này trước đây chúng ta được hiểu nó là một sàn giao dịch mà có cái đội dép, là nằm trong cái đội dép của cái dự án mẹ là Avax luôn. Và cái dự án này tôi cũng đã từng giới thiệu các anh chị, đó chính là 100% của token thì đội dép không có nắm giữ mà trao lại hết cho cộng đồng, trong đó 5% là airdrop và 95% là đến từ việc thưởng cho cộng đồng qua việc cung cấp thanh khoản cũng như staking và một số các cái phần thưởng khác. Thì trong thời gian qua thì với sự xuất hiện của Trader Joe thì đã làm cho cái bước tiến của Pangolin có phần chậm lại và cái khối lượng giao dịch đang tập trung về Trader Joe nhiều hơn. Và anh chị có thể nhìn lên màn hình, chúng ta có một cái bảng so sánh giữa các cái nền tảng sàn phi tập trung ở các hệ sinh thái. Ví dụ như là ở Ethereum chúng ta có Uniswap, thì các anh chị thấy là hiện tại cái market cap của Uniswap là 13,9 tỷ và cái total value lock của nó là 4,7 tỷ và cái volume giao dịch trong vòng 24 giờ là 1,2 tỷ. Tiếp theo đó là cái nền tảng của Binance Smart Chain, thì các anh chị thấy có PancakeSwap, rồi nền tảng của Solana thì có sàn giao dịch phi tập trung Radium, rồi bên Polygon Matic thì có là WhitSwap, còn Avalanche Avax thì có Trader Joe, và bên Phantom thì có là Spooky. Thì các anh chị thấy là Trader Joe hiện tại thì tại thời điểm cập nhật cái bảng này là nó có 96 triệu đô la về market cap, nhưng hiện tại thì nó đã tăng lên 110 triệu đô la market cap và khối lượng giao dịch của nó trong 24 giờ là gần 200 triệu đô la. Nó đã vượt qua luôn cả Pangolin. Thì cái điều đặc biệt ở đây, các anh chị, tôi sẽ để cái màn hình này lâu lâu một chút xíu, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây họ có thống kê các cái tính năng. Trong đó thì các anh chị thấy là ở PancakeSwap thì nó có khá là nhiều tính năng, trong đó có cung cấp thanh khoản, farm stack, rồi có thể bán IDO cho các cái dự án khác, rồi có sổ số, có bán NFT, rồi có dự đoán được cái xu hướng của thị trường. Thì cái phần mà Redemption này là chưa, đang chạy beta thôi, chưa có mainnet. Rồi bên cái sàn giao dịch Radium thì các anh chị có thể thấy họ cũng có những tính năng, ví dụ như swap, cung cấp thanh khoản, farm stack và bán IDO cho các dự án khác. Rồi bên Polygon Matic thì có WhitSwap, thì có các chức năng ví dụ như là swap, cung cấp thanh khoản, farm và stacking. Còn Trader Joe thì cũng swap,
cung cấp thanh khoản Farm Stacking. Thì sắp tới đó là bên Trader Joe này họ ra thêm một cái tính năng nữa rất là hay, đó chính là tính năng Borrow and Lending. Thì đây là một cái tính năng mà có thể trong tháng 9 hoặc là tháng 10 họ sẽ ra mắt. Thì các anh chị sẽ đón chờ xem cái sự kiện ra mắt này, bởi vì cái tính năng này nó ra nó sẽ thu hút được một cái lượng lớn khách hàng tới giao dịch, gửi tiền ở đây và vay ra một cái khoản để có thể giao dịch luôn trong cái hệ thống của Avast luôn. Và đặc biệt là một cái thông tin quan trọng cung cấp cho tới anh chị, đó chính là vừa qua Trader Joe này đã huy động được 5 triệu đô la để xây dựng lên cái đế chế của mình, và họ quyết tâm là trở thành một trong những cái nền tảng về DeFi sàn dịch phi tập trung số 1 của hệ sinh thái Avast. Thì các anh chị có thể nhìn thấy các cái quỹ đầu tư lớn đã góp vốn vào trong cái dự án này. Các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đó chính là Coin98Venture, rồi quỹ đầu tư Tree Arrows Capital là quỹ đầu tư rất là nổi tiếng và cũng đã đầu tư vào các cái dự án blockchain rất là lớn, và có cả sự đầu tư của dự án mẹ là Avalanche, rồi có cả DeFinance Capital và một số các cái quỹ đầu tư khác anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Thì với 5 triệu đô la là hơn 100 tỷ Việt Nam đồng thì các anh chị thấy là họ có đủ cái nguồn tài chính để có thể phát triển thêm cái dự án trong thời gian sắp tới. Và ở đây các anh chị thấy là họ có khá là nhiều các cái tính năng ở trong đây, từ các cái tính năng cơ bản ví dụ như là trade, là farm, stacking, và họ có thêm cái tính năng là borrow token này á, thì giúp cho các cái người dùng đó họ có thể gửi vào đây một cái khoản tiền, rồi sau đó họ vay ra một cái khoản tiền với cái tỷ lệ nhất định, rồi sau đó họ có thể đi farm, họ có thể đi mua các cái token khác vân vân, thì giúp cho gia tăng cái đòn bẩy trong cái giao dịch của họ. Thì chắc chắn đây là một trong cái tính năng mà người dùng rất là thích và sẽ là một cái kênh để thu hút được một cái lượng người dùng cũng như cái lượng vốn vào trong cái nền tảng này rất là lớn. Rồi bây giờ chúng ta điểm lại xem là hiện tại thì cái nền tảng này họ đã làm được những gì. Thì các anh chị thấy thì tổng cái total stack của họ là hiện tại là được 77 triệu đô la. Cái phí giao dịch trong vòng 24 giờ họ nhận được là 29.424 đô la. Rồi cái tỷ suất là trong vòng 24 giờ qua theo tỷ suất lợi nhuận một năm thì họ có là 14.7% và bình quân là 9.26% một năm. Hiện tại thì trong các cái pool thanh khoản của họ thì anh chị có thể nhìn thấy là họ cũng có nhiều các cái cặp thanh khoản ở đây, ví dụ như là ETH và đồng Avast, rồi Avast USDT, rồi USDC Avast, rồi JOS Avast, rồi USDT đi với DAI hoặc là Avast đi với DAI, và một số các cái cặp thanh khoản khác đa phần là của hệ sinh thái Avast. Rồi anh chị có thể vào đây chúng ta tìm hiểu thêm cái thông tin của cái sàn giao dịch này. Còn tính năng của nó thì tôi đã đề cập với các anh chị rồi, nó có điểm mạnh đó chính là cái đồ thị để giúp cho chúng ta biết được là cái đồ thị đó nó đang ở trạng thái tăng hay giảm để chúng ta có thể dễ dàng ra các cái quyết định khi mà mua hoặc là chúng ta đợi. Nó khác với chỗ sàn giao dịch Radium một chút xíu, thì Radium nó có cái tính năng trading đó, thì nó giúp cho chúng ta là đặt cái lệnh chờ limit ở đây, thì các anh chị có thể đặt để đợi giống như là sàn giao dịch tập trung như vậy. Còn ở đây thì nó không có cái tính năng đó, nhưng mà nó lại có cái bản đồ, cái biểu đồ giá cho chúng ta để chúng ta tham khảo. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta đến một cái phần là chúng ta sẽ đánh giá xem cái đồng token này thì hiện tại cái tình trạng của nó như thế nào, chúng ta có thể đầu tư được hay không. Thì đầu tiên đó thì các anh chị chúng ta vào CoinMarketCap, chúng ta sẽ gõ vô cái từ khóa nó có tên là Joe. Mặc dù cái tên của nó là Trader Joe nhưng mà cái token của nó là Joe nha các anh chị, và nó hiện ra ở đây hai cái đồng khác nhau. Một là Trader Joe, các anh chị bấm vào đây nó sẽ hiện ra chính là cái sàn giao dịch phi tập trung mà các anh chị thường tìm ở cái mục Exchange, và chúng ta chọn cái mục DEX thì chúng ta cũng sẽ tìm ra cái Trader Joe này. Còn anh chị muốn tìm cái token thì các anh chị sẽ bấm vào Joe, các anh chị muốn tìm cái tên sàn giao dịch thì các anh chị sẽ bấm vào Trader Joe ở đây. Thì các anh chị thấy ở đây là 13 triệu đô la trong vòng 24 giờ. Thì nó có thể hiện cái trang Trader Joe ở đây để các anh chị có thể tìm và tham khảo. Rồi còn bây giờ chúng ta search cái đồng Joe để chúng ta đánh giá coi cái đồng này thì hiện tại tình trạng nó ra sao.
Thì hiện tại các anh chị thấy là coin market cap của nó đã lên tới là 110 triệu đô la. Cái mass supply của nó là 500 triệu cái token và cái total supply đến thời điểm hiện tại là 121 triệu. Rồi hiện tại thì nó đang lưu thông là 64 triệu và cái giá trị của nó đã lên tới 110 triệu đô đối với một sàn giao dịch mới ra trong vòng một tuần. Đã lên tới một con số này thì nó đã có sự tăng trưởng khá là cao. Thì với cái bức tranh mà chúng ta nhìn cái bản đồ ở biểu đồ ở đây thì các anh chị sẽ không thể nào nhìn nó ra hết cái bức tranh, các anh chị có thể vào. Bởi vì nó đã được niêm yết trên sàn giao dịch Gay.io. Thì các anh chị có thể xem thứ nhất là Gay.io, rồi Trader Joe's, rồi Pangolin. Thì chúng ta sẽ vào cái phần sàn giao dịch Gay.io, các anh chị gõ cái từ Zou để chúng ta xem cái cặp giao dịch giữa Zou và USDT. Thì các anh chị đã thấy nó mới có lên sàn trong vòng, ở đây chúng ta chọn một ngày thì các anh chị thấy là hôm nay là đã lên sàn được 3 ngày. Thì cái giá trị lúc nó lên sàn nó sẽ đạt cái giá trị rất là cao. Bây giờ để chúng ta bấm qua cái 1 giờ để cho anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn cái sự biến động của nó. Thì các anh chị thấy là nó có một cây nến xanh dài chạy tích lên đây từ 0,2 đô mà nó đã tăng lên tới 2 đô và thậm chí là nó đã tăng lên tới 2,3 đô rồi có lúc nó tăng lên tới 3 đô luôn các anh chị. Thì bây giờ giá của nó thì các anh chị thấy là nó đã rơi vào cái trạng thái ổn định và đang sideway ở đây. Thì như vậy á, các anh chị đặt một cái tầm nhìn như thế này. Với việc nó trở thành một cái trung tâm DeFi của hệ sinh thái Avax thì các anh chị có thể so sánh ngược lại với các cái đối tác cùng ngành của nó ở các trên cái hệ sinh thái khác thì các anh chị thấy nó vẫn còn thua xa ví dụ như là Solanium hoặc là PancakeSwap. Ví dụ các anh chị có thể so sánh thêm cái hệ HecoChain đi thì MDX hôm nay nó cũng đã đạt 1 tỷ mốt đô rồi. Thì ở đây nó mới có 100 triệu, nghĩa là nó có 1 phần 10 của MDX thôi, sàn giao dịch phi tập trung bên hệ HecoChain thôi. Thì khả năng cái đồng token này nó sẽ đạt cái market cap là tầm 1 tỷ đến 2 tỷ, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi các anh chị. Cho nên là về tiềm năng thì sàn giao dịch phi tập trung Trader Joe này vẫn còn rất là nhiều tiềm năng. Do vậy nếu như các anh chị yêu quý cái hệ sinh thái của Avax thì các anh chị có hoàn toàn có thể tìm hiểu cái sàn giao dịch này. Anh chị vào đây chúng ta có thể vào chúng ta giao dịch thử. Rồi chúng ta vào chúng ta staking thử cái đồng token là Zou này với cái lãi suất là 24,74% một năm. Thì nó cũng không quá cao và nó cũng không quá thấp. 24% một năm lãi suất đơn. Thì các anh chị có thể vào đây, các anh chị staking cái đồng Zou thì nó sẽ trả cho các anh chị là cái đồng XZou. Thì với một cái XZou nó sẽ bằng 1.099 đồng Zou. Thì cái XZou này là dùng để làm phần thưởng staking cho cái đồng Zou này. Rồi nếu như mà anh chị quyết định đầu tư vào trong cái dự án này thì anh chị chúng ta phải có chiến lược thích hợp. Đó chính là chúng ta sẽ bình quân giá của đồng token này. Bởi vì các anh chị không biết được là thời gian tới nó sẽ giảm xuống, nó điều chỉnh xuống hoặc là nó sẽ tăng lên. Nhưng với cái đà mà nó vừa huy động được 5 triệu đô la như thế này thì toàn là tin tốt, không thì có thể là nó tiếp tục nó đẩy giá đi lên nữa. Cho nên là nếu như các anh chị mà chúng ta mua cái đồng token này để đầu tư thì các anh chị có thể chúng ta sẽ ra một cái chiến lược là bình quân giá. Các anh chị có thể đặt cho mình một cái kế hoạch là chúng ta sẽ sở hữu bao nhiêu cái đồng token này trong thời gian mua nó là bao lâu, 3 tháng, 5 tháng hay 6 tháng. Và chúng ta sẽ bình quân giá nó cho tới khi nào mà đạt đủ số lượng thì chúng ta sẽ dừng lại không mua tiếp nữa và chúng ta xem cái tình hình biến động giá của nó như thế nào để chúng ta có cái kế hoạch chúng ta ra hoặc chúng ta thoát hoặc chúng ta hold một cách nó hợp lý. Rồi như vậy là tôi đã chia sẻ với các anh chị một cái tầm nhìn về cái sàn giao dịch Trader Joe trên nền tảng hệ sinh thái của Avax. Thì các anh chị có thể xem đây như là một lời tham khảo và nó không phải là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các anh chị mà có những thắc mắc gì chúng ta có thể comment phía dưới, chúng ta có thể trao đổi thêm. Còn nếu như mà các anh chị yêu quý kênh thì các anh chị có thể cho chúng tôi một nút like, một nút share và một nút subscribe để tôi có thể có thêm những cái động lực ra thêm những cái video, cập nhật thêm những cái tin tức mới nhất giúp cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.